Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đang tới gần, thị trường đồ chơi cho trẻ em ngày càng trở nên sôi động. Tuy nhiên, mối nguy hại tiềm tàng trong các loại đồ chơi Trung thu, đặc biệt là đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi lựa chọn đồ chơi cho con em mình. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần biết những lưu ý nhỏ để chọn được đồ chơi Trung thu an toàn nhưng vẫn hấp dẫn đối với các bé. Đây là nội dung trong chương trình Thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Hàng phải có xuất xứ, nhãn mác rõ ràng. Các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em hiện được bày bán tràn lan ngoài đường chợ, phố đêm, nhưng chất lượng và độ an toàn của chúng thì không ai dám chắc. Những mặt hàng này đa phần không thấy ghi nguồn gốc xuất xứ và gắn nhãn mác rõ ràng do công ty nào sản xuất hay cung cấp, thành phần chất liệu là gì. Vì vậy, việc lựa chọn đồ chơi có xuất xứ rõ ràng rất quan trọng đối với sự an toàn của trẻ. Lưu ý tính an toàn, bố mẹ cũng nên tránh mua cho con những món đồ chơi không đảm bảo an toàn như mặt nạ làm từ chất độc hại, súng điện tử, viên bi nở, kẹo thổi bong bóng. Những món đồ chơi này mặc dù được các con rất yêu thích nhưng bố mẹ không nên mua vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Đồng thời không lành mạnh, dễ khiến bé hứng thú với những món đồ chơi bạo lực, kinh dị. Chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi. Với trẻ từ 1 đến 4 tuổi, bố mẹ nên chọn những đồ chơi đơn giản, nhiều màu sắc như xúc xắc, các loại sách, chuyện bằng vải để trẻ làm quen, các đồ chơi phát nhạc, không chọn mua đồ chơi quá to hay quá nhỏ, dễ khiến trẻ nuốt vào người, hay những đồ chơi nhiều góc nhọn có thể gây nguy hiểm khi trẻ ngã vào. Nên lựa chọn đồ chơi truyền thống. Xã hội hiện đại, thị trường đồ chơi trẻ em ngày càng rộng lớn. Tuy nhiên, với Tết Trung thu cổ truyền, thì đồ chơi dân gian cho bé là lựa chọn không tồi, bởi khi tổ chức bày cỗ trông trăng. Thật tuyệt vời khi bé được chơi những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân và các loại trống, đầu sư tử hay mặt nạ. Những trò chơi truyền thống được sản xuất thủ công tuy không được thiết kế cầu kỳ, nhưng lại khá an toàn và có giá thành rẻ. Màu sắc của các đồ chơi này cũng rất đẹp đa dạng, phù hợp cả với bé gái và bé trai. Tặng đồ chơi dân gian cho bé cũng là một cách để bạn dạy bé văn hóa truyền thống, lịch sử và giúp bé hiểu được ý nghĩa của ngày Tết Trung thu. Đồ chơi tăng cường thể chất. Phải kể đến những loại đồ chơi sau đây trong nhóm phát triển thể chất như nhà bóng cho bé, cầu trượt, xích đu, bể bơi cho bé. Đây là những món đồ chơi giúp bé thỏa sức sáng tạo và tăng cường vận động, có thể làm mới ngày lễ của bé bằng cách tổ chức phá cỗ trong nhà bóng hoặc dưới nước. Bằng những loại đồ chơi này, bé sẽ cực kỳ thích thú và nhớ mãi kỷ niệm ngọt ngào này. Đồ chơi vận động thể chất sẽ giúp bé có được sức khỏe tốt để vui đón Trung thu, lại vừa giúp con cải thiện hệ tiêu hóa và cải thiện vóc dáng mỗi ngày. Các món đồ chơi này còn rất phù hợp với bé vui chơi hàng ngày hay những dịp cuối tuần, không có điều kiện ra ngoài. Đồ chơi phát triển trí tuệ. Điểm cộng của loại đồ chơi thông minh này là bé không chỉ chơi trong dịp Trung thu, mà còn có thể thỏa sức vui đùa trong tất cả các ngày khác trong năm. Có thể mua tặng bé những bộ xếp hình, các loại tranh ghép động vật, phong cảnh, đồ chơi ghép hình bằng gỗ. Những loại đồ chơi này sẽ giúp bé vừa học vừa chơi, tăng khả năng ghi nhớ, nhận biết và làm quen với thế giới xung quanh, phát triển ngôn ngữ nhanh và toàn diện hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, xin được đưa ra những nguyên nhân khiến cho mắt của chúng ta dễ bị đỏ khi thời tiết giao mùa, cũng như cách khắc phục tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.